Xin chào các bạn đến với kênh TV. Hôm nay một ngày Đức Kiên TV đi dọc đường lên Lạng Sơn về rất nhiều các cái nhà vườn cũng như các đại lý thì đây là mình đang có đại mặt ở đại lý của nhà bạn thép thép cho mình địa chỉ chính thức là đây đâu nhỉ? Mình ở thôn Ga, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Và đây là bác Hưng. Bác Hưng là người cung cấp cho các nhà đại lý, bác Hưng chia sẻ các sản phẩm phân bón để cho bà con nắm được ở khu vực. Báo cáo với này anh Nga Đức với này tất cả bà con. Hiện nay là anh Thép là một trong đại lý gọi là cấp 2 của đại lý Đông Hưng. Thì mục đích của tôi là mang tất cả cái sản phẩm tốt đến phục vụ cho đối tượng cây trồng ở đây, trong đó có cơ bản là hai loại cây chính là cây ớt, cây la và cây bưởi. Và có trong đó có cả ổi nữa. Nhưng mà bây giờ cái cây ớt cũng rất quan trọng. Thì cái sản phẩm này tí là bà con sẽ cùng chúng tôi vào một cái vườn ớt đã được bón khảo nghiệm cái này. Cái xin Lục Sơn này. Xin Lục Sơn này. Tức là bà con đưa vào cái ớt rồi. Cái xin Lục Sơn này thì hiện tại giờ có anh Dũng và anh Thân anh Dũng trong thì này chúng ta là người làm vườn giỏi ấy. Sử dụng tất cả nhà vườn giỏi rất tốt. Thì bây giờ vẫn đang sử dụng. Có anh Thân ấy là tí nữa mình vào thăm cái vườn nhà ấy. Được. Thì là cây ớt và cây ổi và cây bưởi. Ba loại cây nên món cái vi lượng này công nhận tốt. Mình thì từ sáng giờ mình đi làm vừa nãy qua cái vườn bưởi chỗ nhà anh Dũng và lại được gặp chỗ em Thép là một trong những người cũng xem cây, một nhà vườn, một nhà vườn làm rất tốt và cũng vừa làm cây cũng là làm đại lý mà dưới chỗ của bác Hưng là đại lý cấp 2. Và được biết thì anh Thép cũng mang cái sản phẩm phân bón, nhiều sản phẩm của bác Hưng mang về đây và đặc biệt là có đưa cái xích Lục Sơn vào một số gia đình dùng rất hiệu quả. Thì mình nhờ chỗ bạn Thép đưa chân đến các nhà vườn để xem họ trồng những cây ăn quả như thế nào và hiệu quả nào. Ok. Để mời bác và các bạn đi theo cùng mình. Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Mình đang có mặt tại vườn bưởi nhà anh Thân. Anh Thân cho địa chỉ của bà con là được kiến thức nhà mình ở đâu đấy? Mình là ở Thân ở thôn Ga, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Và được qua chỗ một số các đại lý như bác Hưng và một số nhà vườn trên này biết được nhà mình dùng nhiều cái sản phẩm phân bón tốt. Đấy, nhà anh Thép. Nhà anh Thép, qua nhà anh Thép đúng không ạ? Thì mình để theo chân bạn, bạn cũng người thỉnh thoảng xem kênh của mình thôi. Đúng rồi. Thì mình cũng muốn qua kênh mình để truyền tải cho bà con được biết những nhà vườn để có thể sau này những ai người ta cần mua hoa quả thì gặp được nhau. Hai nữa là có thể các cái chỗ bán sản phẩm phân bón như chỗ bác Hưng có thể bắt cầu được cho bà con được những mua sản phẩm nó uy tín, chất lượng hơn, chuẩn, nó chuẩn chuẩn luôn chứ không để mất đồng tiền mà mình mua phải sản phẩm nó không tốt. Thì qua đây thì cũng làm việc nhanh cho một cái chỗ việc cho bà con là anh dùng cái sản phẩm phân bón xịt Lục Sơn là thời gian là lâu chưa, bắt đầu dùng từ bón được cái gì? Mình mới bắt đầu bón thì bón vào cây ổi, cây ổi bón được tháng gần 30 ngày rồi, thấy cây ổi thấy lá xanh lại. Trước kia là nó kém hơn à? Trước kia thì tại vì thời gian này mới mưa cho nên mình mới xem được cái biểu hiện của nó rõ ràng. Tại vì dạo trước nó nắng nên là cây nó cũng chưa hấp thụ được hoàn toàn nên chưa xem kỹ được. Bây giờ thấy nó hồi cây hơn, xanh hơn. Hồi cây xanh hơn. Sau đó là bắt đầu mình đưa từ cái cây ổi cho mình bón cho mình dùng cái phân bón xịt Lục Sơn vừa vào cây gì? Vừa rồi thấy cái có hiệu quả trên cây ổi thì mình chuyển qua cây bưởi. Và vừa rồi bạn đưa tất cả các cây khác à? Cả các cây cũng tất cả các cây trong vườn ấy. Trong vườn này tất cả ổi, bưởi. Diện tích được nhiều không ấy? Chỗ này cũng nếu tính vào cũng là 300 gần 400 cây. À, các bưởi đấy. Cả ổi khác không có tính không? Tất tần tật đấy, cả ổi cả. Trên này nhà mình là cái bưởi này có mấy loại? Bưởi thì có da xanh, bưởi diễn là chính. Thì hai cây bưởi đấy cây nào nó hợp đất mình, thổ nhưỡng hay là do thổ nhưỡng thì mình không tại vì mình không có máy đo về. Không, nhưng mà mình thấy nó hợp quả là... nó phát triển tốt hàng năm thì cây nào nó phát triển? Cả hai cây đều phát triển. Thì nên nhà mình chăm sóc tốt thì cả hai cây đều phát triển. Rồi đấy, là mình có kỹ thuật tốt và lại đất chất đất. Báo cáo với anh Đức là như thế này. Anh cháu Thân ở đây là một trong người đã làm vườn đã có kinh nghiệm và cũng đã tham khảo qua kênh của anh Đức nhiều lần rồi. Nhưng mà từ cái chỗ mà trên kênh xong đến thực tế thì đến giờ phút này thì ở đây đấy là cái vườn này của đồng chí là nếu nói về đặc thù nó là trên cái đỉnh đồi anh ạ, nó không phải như chỗ khác các bạn dốc, nhá. Dốc nó hay mất nhưng dương. Nếu như người khác không làm được nhưng cháu lại làm được thì trong cái quá trình đầu tiên là sau khi mà được giới thiệu xin đích Đông Sơn thì thực ra là cũng bán tín bán nghi thì cháu ấy sử dụng là dùng cho cái ớt trước ổi vào cây ổi cơ sở bệnh thế sau đó khi thấy nó tốt rồi thì lại củng cố cái niềm tin, chứ thực ra có niềm tin rồi nhưng mà vẫn chưa tin lắm. Nhưng đến bây giờ phút này thì qua cái chỗ nhà anh Dũng rồi qua một số nhà vườn khác thì bắt đầu cháu về cháu mới có đủ độ tin tưởng để cháu làm.
Đấy, cho nên mới đang nói là cái đặc thù ở cái đồi núi như này. Hiện nay nếu như ở cái đất thế này là không phải ai cũng làm được cái vườn như thế này. Nó xanh tốt quá đẹp. Nó xanh tốt quá. Thì trước kia thì cháu nó vàng xong rồi cháu cứ dùng văn điển cháu nó sử dụng thôi. Nhưng bây giờ nó sau khi mà đo đất, nhà máy đến đo đất thì mới thấy là thực ra ngay cây ổi thế. Kali thừa, thừa mấy chục lần, đạm thừa mấy chục lần. Rồi lân thừa mấy chục lần thì không lên được. Là vì cái độ pH nó thấp. Thì sau khi đưa silic Đông Sơn vào thì chưa bón phân nhưng mà cây đã tốt rồi vì lý do là nó ăn được dinh dưỡng. Báo cáo anh nói như thế thì là nó hấp thụ được. Thế nó hay chỗ đấy. Thế mà trong cái đó là bây giờ ở huyện Chi Lăng này và kể cả tỉnh Lạng Sơn luôn, tôi phải nói thật là nếu nói đến bưởi da xanh không ai làm được. Khó, nhưng cháu ở đây làm được. Khó tính. Không phải là khó tính mà không phải nó chính từ chỗ khó tính ấy thì không phải ai cũng làm được mà cháu làm được. Mà cái sản phẩm của cháu ra là cũng thuộc dạng là ngon nhất ở đây. Cho nên không có mà bán, cho nên là cũng mong muốn rằng là cháu lo làm tốt lên để sau này để phục vụ mọi người bà con cho nó tốt và cung cấp không những về chất lượng và sản lượng lớn lên. Đấy, với cái kinh nghiệm của cháu nó làm nó sẽ làm được, nó sẽ thì mong muốn là như thế để giới thiệu với bà con và bà con biết. Chứ còn bưởi da xanh thực ra nói đến ở Lạng Sơn này và kể cả đến Bắc Giang nhiều người không tin là trồng được bưởi da xanh. Đây chính đó là bưởi da xanh đây. Bưởi xanh. Và tí nữa chúng ta sẽ đi theo một cái vườn bưởi da xanh nữa ở cũng ở đất Chi Lăng này. Đẹp chưa từng thấy luôn. Đấy. Tôi đang nghĩ như thế thôi. Tôi nghĩ là bây giờ do cái khâu chăm sóc hết. Chăm sóc kỹ thuật. Và cái kỹ thuật cộng mới là đưa cái phân gì. Đấy mới là cái vấn đề đúng anh ạ. Thế cho nên là báo cáo với này là bà con là như thế. Thế bây giờ chúng ta có thể ở đây căn cứ đây chúng ta đi thăm một số người vườn. Yeah. Báo cáo với bà con đây là trên đồi nhá. Đấy, trên đồi bạn nhá. Trên đồi chứ không phải là gì đâu. Dốc kìa. Dốc trên đồi mà đấy, không phải là nó sẽ bị mất dinh dưỡng rất nhiều khi mưa rào rồi trôi. Đấy nó cái đấy các bạn nhìn quả đẹp. Các bạn nhìn quả đẹp chưa? Đấy bưởi da xanh đấy. Đấy da xanh này. Mà cây này thì phải hàng trăm quả lên cái trăm đấy nào? Phải 100-200 cho lên. Thấy sai không? Các bạn nhìn này. Cây này còn phải vặt bớt đi nữa. Vặt bớt rồi. Trong cái đó mọi người không có quả nhưng bờ này thì có cái trường quả. Món dinh dưỡng mạnh mà. Đây. Vừa rồi là cây này mới cho vào là khoảng được bao nhiêu cân silic? Cây này tạm thời chắc cũng được một cân thôi. Một cân. Cân. Nhưng cây to này phải bổ sung thêm đấy. Cái lượng quả nhiều này. Khi bắt đầu nuôi trái nó ăn dinh dưỡng cần nhiều hơn. Cái lượng quả lúc này là nó rất cần dinh dưỡng thì mình phải bổ sung thêm một cái lượng nữa thì một cân đối với gốc to như này chưa đủ. Tan hết thì phân lại thì thứ còn chưa tan hết. Mình này bác ạ, cái này là chỗ bạn này, tức là cái mùa hè này thì nắng nhiều thì nó hay bị mất đạm. Cho nên mình bổ sung cái silic này này. Giữ ẩm, giữ ẩm tốt thì nó đỡ mây hư rất tốt thôi. Đúng rồi, mà cây nó đủ độ ẩm thì nó đỡ cháy quả. Đấy, mà đặc biệt nếu như không đủ ẩm thì quả nó sẽ chậm lớn. Bởi vì sang tháng 4, tháng 5 nó còn nắng hơn. Nắng hơn thì cái quả sẽ rất chậm lớn. Thế mình bón là cứ thức ăn nó nằm ra thì nó sẽ bay hơi dần, nó sẽ bị rất chú ý nha, đây là chuyên gia bưởi chứ không phải chuyên gia YouTube. Đấy, mà anh ấy là người làm bưởi, bây giờ đây có nói thật là vua làm bưởi. Ở đất dưới nếu mà kênh của anh ấy lên xem YouTube rất nhiều rồi. Cứ mở vào gõ về bưởi là hiện lên ngay. Nó nổi lên ngay trước, nó lên kênh đầu tiên đấy. Đấy. Chứ chưa phải gõ đến tên, nhưng mà gõ về bưởi là gửi quay chữ bưởi phát là nó lên đứng nhân TV ngay. Đứng nhân TV luôn. Thế mà bây giờ mà căn cứ vào cái kinh nghiệm của mình nữa mà kinh nghiệm của anh Đức ấy trao đổi nữa. Mấy cái sản phẩm tốt nữa thì sẽ có thành công. Quá thành công luôn. Em thì em muốn nói chuyện bác với bà con là tất cả là em rất thích muốn được những cái ngày như này. Thì thứ nhất là em mới biết được các bà con ở đâu. Đúng và rồi. Dùng như thế nào, chất lượng quả sao để còn kích cầu cho bà con bán được chứ. Bà con thì em nói chuyện bác là bà con đang bị một cái là một là chất lượng, hai là chưa biết địa chỉ những cái nơi bán sản phẩm tốt để mà đỡ mất túi tiền. Đúng vì rồi. Mình bỏ tiền ra nó sản phẩm tốt thì mình bón nó đỡ phải mất bao nhiêu hơn. Đỡ lãng phí. Cái thứ hai nữa còn là bị lừa. Cái thứ hai nữa là mình để cho những người cần mua bưởi hoặc hoa quả khác họ biết là khu vực chính năng đây hoặc khu vực ở trên Lạng Sơn có điểm nào hay các tỉnh thành khác là để người ta có tìm đến ta mua đúng không? Có cháu Đức sẽ cung cấp cái địa chỉ để cho bà con có nhu cầu sẽ đến đi mình đi nghe chi phí cho xem cho bà con xem tiếp đi thích nhỉ đấy cây các đấy, bạn nhìn bưởi da xanh cho bà con tôi đi tôi nói đấy, không ai tin là quá đẹp luôn trồng được bưởi da xanh mà đến giờ phút này cũng nhiều cái này, người này đánh gì đây nhỉ chia sẻ bà con cái chai treo này để đánh ruồi à đánh gì cái này treo đánh ruồi vàng anh ruồi vàng à đuổi để ruồi cho mùa xu ruồi đây cũng là một cách tất nhiên nó còn nhiều cách nữa nhưng mà đi đâu nói với bỏ đất ruồi thì trồng bưởi da xanh không ai tin các bạn nhìn lá cây xanh không đẹp cực kỳ luôn đấy lá này quả đẹp vỡ luôn các bạn nhé quả mà đây là lớn nhất trên đôi các bạn nhìn này trên đôi nhá quả nhìn thích không quả bóng đẹp luôn quả rất là đẹp cây này phải ăn 200 ăn lên chết nhiều quá quả sai luôn và đều quả này các bạn nhìn cây, thích không cây này phải vặt đi nữa phải vặt nữa các bạn nhá quả thích không đấy nhìn quay dưới này này em ơi đấy, quả to quá to mà cây khỏe rất chất lượng
tốt lắm. Đây tuyệt vời, toàn bộ là xanh hết này, các bạn nhìn này, da xanh rất nhiều đúng không? Và cả bưởi diễn à, đây là vẫn là xanh nhỉ? Đây là cây bưởi diễn. Này, cây bưởi diễn à? Đây lá đẹp to thế nhỉ? Riêng da xanh lá. Đây da xanh này đây. Đây giáp nhau đây. Rồng sen kẽ này. Này cái chùm kia sợ không? Quá thích luôn. Đây là trên đồi đấy thiệp nhá. Đây là ở tận trên đồi đấy. Đấy chứ không phải là đồng bằng đâu mà còn được giữ được xanh cây thế này. Quá đẹp. Nhìn tuyệt vời. Phải đi học đi. Đất nhà anh Tiệp, vườn nhà anh Tiệp của mấy chục cây rồi, mấy trăm cây gì đấy phá đi hết rồi. Đấy, nhiều người không biết đặt bỏ hết phí này mà trồng một cây này thì bao năm mới được một cây như thế này. Đây là cái bưởi gì đấy? Cũng bưởi da xanh à? Ờ da xanh. Cũng mình chết à? Nhưng mà cái này thắt rồi này em không cởi bỏ rơi, nó thắt cây này. Đấy, ừ. Thắt gốc này. Cái này nylon này. Nó ghép. Nhưng mà nó sống rồi thì mình cắt bỏ cho nó đỡ bị thắt cây. Ừ. Làm bận quá chưa thời gian thì cắt bỏ nó. Hay. Nhìn thích nhỉ? Đấy, các bạn nhìn thấy bưởi da xanh. Da xanh. Quá tuyệt vời luôn. Thế là được mấy cho nên mới đang nói là cái câu chuyện là hôm nay là đấy nó là sự thực đây. Đúng. Con người thật đây và đồ vật thật đây. Chứ không phải là mình hão huyền gì cả, không phải bốc phét gì cả, mà sự thật luôn. Đấy, cái da xanh này mà đến lúc mà thành quả chắc cái này phải trên 100 quả. Thích nhỉ? Nhưng mà giá xanh trên này bán được giá bao nhiêu nhỉ? Năm ngoái em bán là được 18. 18 nghìn, tính cân hay quả? Một cân ấy. Thế là quả nó có hơn cân phải được gần 30 nhỉ? Quả nó hai cân có quả cây to phải cân rưỡi, hai cân. Cân rưỡi, cân rưỡi, thường thường cân 6. Cân 6 thì được, có thể thành ra. Năm tới lại cố gắng phấn đấu lên hơn 2 cân. Hơn 2-3 cân đi. Hơn 1.000 bạc trăm quả là cái này hơn 2 triệu rồi. Đấy, nếu mà dòng cái gì bằng 3 cân. Đợt tới lại sẽ chỉ đạo cho làm cho đủ 3 cân. Cây này chỉ đạo. Năm ngoái thì gần 100 quả, năm nay chắc phải hơn. Hơn 100 quả thì cây này hơn 2 triệu ăn chắc trở lên rồi. Ừ. Nhá. Tính 18.000 một cân mà quả nó cân. Chú ý cái đây nhá, đây là đất Chi Lăng nhá, chứ không phải đâu nhá. 18.000 đâu. Không phải 15 đâu nhá. Giá da xanh năm nay. Da xanh năm nay sẽ đắt hơn rồi. Sẽ đắt hơn. Không có bưởi năm nay. Năm ngoái nó rẻ. Mấy cây da xanh vừa mới chết năm ngoái là có được phạm phạm. Ai có nhu cầu thì cứ điện theo số điện thoại của Hưng. Hưng sẽ dẫn đến nhà vườn luôn. Đấy, thực tế luôn. 0397392142 đến nhà vườn luôn. Mắt nhà vườn. Mắt thấy tai nghe luôn. Đấy, toàn những người làm vườn giỏi này mà không giao lưu. Đấy, không giao lưu cho nên là người dân người ta chỉ muốn là cái thứ nhất là cái nguồn phân nó phải chuẩn. Đấy, rõ nguồn gốc. Chuẩn rõ nguồn gốc. Thứ hai nữa là chất lượng bưởi ở đây thì trên đồi thì nó lại càng ngon anh ạ. Đúng rồi. Ngon lắm, ngon kho với miền Nam ngon hơn nhiều, ngon hơn cả chú. Đấy, cho nên là nếu mà bà con có nhu cầu mà mua về ăn hoặc đi biếu thì sẽ liên hệ với nếu mà thân xanh là ngon hơn cho số điện thoại cho bà con khi bà con giao lưu nhu cầu mua hàng hóa khi mình có sản phẩm. Số điện thoại là 0376707899. Cảm ơn thân. Bởi vì qua điện thoại nó có thể giao lưu kinh nghiệm này và giao lưu người ta có thể tham mua hàng mua sản phẩm. Có khi người ta hỏi cái sản phẩm này có tốt hay không thì mới mua. Sản phẩm đây thì toàn bộ là hữu cơ, toàn bộ hữu cơ. Đây cái bao vỏ đây các bạn, bao silic đây là một cái bao bì của phân bón silic. Đấy, đấy rất nhiệt tình đi tìm cho cái vỏ bao. Em có lại bảo là không đấy. Đấy quay cả hai mặt chiều đấy. Silic rất nhiều loại anh ạ. Vâng. Vậy nó phải như thế này nhá. Đây là phải silic Đông Sơn này. Đấy. Và sau này họ ra cái mẫu mã khác thì họ sẽ làm báo thông báo trên kênh của em hoặc các kênh khác, kênh khác. Cho bà con đỡ nhầm. Thì hiện nay rất nhiều silic. Nhưng mà bà con không nhầm là bà con mất tiền. Đá cũng là silic, cắt là silic. Bà con ai quan trọng ở xã Chi Lăng thì đến với thép mua silic ở chỗ đại lý thép nhá. Đây, hôm qua... Thép đọc số điện thoại lần nữa cho bà con nhá. Số điện thoại là 0978 525 493. Thứ hai nữa nhà bác nào có vườn mà có ý định chặt thì cho chúng tôi mượn lại khoảng độ 1 năm. Cứ trồng cây khác đi, nếu có ý định phá thì chúng tôi sẽ làm lại cho cái vườn đẹp mỹ mãn. Dám hứa là như thế luôn. Không có linh tinh được. Không linh tinh làm lại vườn cho. Hôm qua ra đón mưa lấy nhà bạn thép một tạ về vãi luôn này. Vì nó khô hơn đúng không? Nguồn nước đây nhà mình có cả tưới tự động đây đúng không? Nhưng mà có nguồn tưới tự động ở bên kia, còn cái này là tưới bằng bơm máy. Một tay bơm máy. Đấy, phải có nước bác ạ. Chính tớ bây giờ cũng đi thế này tớ mới ngỡ ngàng ra làm không phải là đất mình không trồng bưởi da xanh mà nó quá tốt luôn. Thì cả bưởi diễn không được, tất cả mọi cái đều không được. Dưỡng thì không nói. Nhưng mà chẳng qua là em nói thật dân chân tình trên kênh này bà con nhiều nơi là hầu như là dùng thả cỏ nhiều, họ ít đầu tư, họ ngại đầu tư mà thấy càng rẻ càng không mắc cả cái bẫy đó, mà càng không đầu tư thì càng bị hỏng mà chất lượng không ngon, mà không ngon thì không bán được. Đấy, trong khi đó thì đây không có bán, có nhà kêu thế này đổ đầy gốc gần vì đi lo vặt ra cho một, cái trong đấy một là để nó bị mắc bệnh thì để nó thối, hai là nó không ngon thì bưởi ăn người ta không mua, bây giờ bán mà bán ra người ta có điều kiện kinh tế rồi người ta không thể mua cái sản phẩm không tốt được. Đúng rồi, nên là mình phải cung cấp cho họ sản phẩm thật tốt, quả phải chất lượng thì họ mới mua. Cùng quy lại là đại lý Đông Hưng và chỗ cho thép ở trên này hứa bà con nếu vườn bà con có ý định chặt cứ để cho Đông Hưng sẽ điện cho Hưng lên sẽ làm giúp làm giúp một lần không thì không lấy tiền.
Đấy, quá tuyệt vời. Thích quá nhỉ, nhìn sướng mắt thật. Đấy, thực tế đây nó là da xanh đây. Đấy, các bạn nhìn đây, nhìn đây. Quả đẹp thế này. Đấy, quá đẹp luôn. Mọi người thì không có giờ, phút này hôm nay là ngày mùng mấy nhỉ? Hôm nay là ngày... Mùng 8 tháng 3 âm. Mùng 8 tháng 3 âm. Năm Quý Mão. Năm Quý Mão, rõ ràng như thế. Mà quả đã như thế này rồi. Trong cái đó là hiện nay có nhiều vườn bưởi là không có một quả nào. Đằng cây mà không có quả. Nhân trắng thì anh Đức Nhân chào bà con cái nào? À, chào bà con nhé. Nhân thì bên này có mặt ở Lạng Sơn để đi làm những cái phóng sự những nhà vườn này để chia sẻ cho bà con. Để bà con trên toàn quốc có thể giao lưu gặp hỏi lẫn nhau để có thể bán sản phẩm. Cảm ơn các bà con nhé. Đây các bạn nhìn này, thích chưa? Quả tuyệt vời. Đấy, nó là sự thật chứ không phải luôn. Đến giờ phút này nói vẫn chưa đi đâu, có khi là người ta không đi thực tế là chưa đi đâu. Quả xanh mà cứ lời sai như thế lời thì cái gãy cạnh phải chống thôi. À, nơi những chùm nơi thì phải chống là cái chắc thôi. Vì quả nó to toàn trên cân đến 2 cân thì 10 cân 6 cân 7. Chỉ đạo bón cái giai đoạn tới là sẽ bón phân gì? Cho quả to mà ra thành càng to càng tốt. Nhưng mà nó cần tính cân mà. Tính cân cơ mà. Tính cân mà coi như quả bưởi diễn đâu mà nó. Làm nó khoảng hơn 2 cân đi. Đúng rồi. Biểu nó đi. Thì quả bưởi giá trị lên rất nhiều luôn. Đồng tiền nó lên như 5 cái cành này uống 4 phân. Đấy cái này bón được rồi. Đó chỉ mất 2 quả bưởi thôi. Đấy. Cái này phải vặt cái này. Đúng rồi, có 2 quả bưởi thôi, bón cho cả cây này 1 năm luôn. Nhiều anh ạ. Tôi cứ để. Mà bón cái Silic này nó lại giảm cái phân vô cơ anh ạ. Đúng rồi. Trước kia 10 bây giờ chỉ cần bón 7 thôi. Mấy mà bác là người đại lý bán không đúng là chưa thật. Bón đấy. Đại lý bán cả NBK các loại nhưng mà vẫn phải có thêm cái vi lượng cái trung vi lượng này vào. Nó cải tạo đất đi. Đây, phân vỏ ba Silic đây ba vứt. Vứt kia cả vỏ cái đất kia. Bà con xem. Anh vừa cầm cái đây có cái nữa. Không là bà con cứ tưởng là quay đi làm màu làm mè như sự thật đấy. Đấy. Nhưng mà cứ có bưởi mà vườn bưởi định chặt thì cứ gặp bắt cân là được. Nghe kênh Đức Nhân từ mấy năm trước, năm mấy ngoái năm kia đã nói đến Silic rồi nhưng mà Lạng Sơn không có, bây giờ mới có. Bây giờ mới. Cái lỗi là cái lỗi của tôi đấy. Cái lỗi của anh chào ấy. Em nói bắt cơ hơn mời mãi công vui lên đi, khổ lắm. Em nói bác Hưng là rất nhiều khách trên kênh là hỏi điện cho em là trên Hữu Lũng Lạng Sơn rồi là Chi Lăng một số như huyện trên này là có không, em làm sao biết được vì em không phải là người nhà máy đâu. Không, em chỉ là đi làm kênh như thế nào, em chia sẻ kỹ thuật bưởi thôi. Đúng nhưng rồi. Mà giờ em gặp nhờ Tuấn với nhờ các bác để cho bà con biết là ở đâu là có đại lý để cho bà con biết được, đỡ phải gọi điện cho em, mà hai nữa là để họ gặp sản phẩm nó tốt không phải nọ kia. Như Silic Lông Sơn bây giờ là ra anh thép ở ga xã Chi Lăng là có rồi. Đấy, tuyệt vời rồi, không cần về rồi. Hiện giờ là về đến tận ga xã Chi Lăng rồi. Đấy, thế chứ là mình cứ nắm được. Cây bưởi phải nói là đấy, quay cây bưởi này thích không? Nhìn sướng không? Lá xanh. Tôi phải mời lãnh đạo tỉnh về xuống đây với này một số cái nhà vườn giỏi về đây các ông xem bưởi ra xanh. Không phải đâu, mới cứ bỏ ra xanh quay như là mấy ông giỏi. Nhưng bác ạ, khi mà em quay một cái nhà vườn nào ở một cái huyện nào đấy thì một thời gian sau các đài truyền hình ở vùng đấy họ về tìm nữa. Vì họ hay ngồi chỗ họ hay có máy mà. Họ có máy là ở đâu có gì đó là họ biết, ở vùng này có cái vườn này mà mình không biết. Và rất có khi họ không biết ở đây có vườn bưởi đẹp. Năm ngoái thì truyền hình chứ chắc họ biết đây có vườn bưởi đẹp. Năm ngoái xong em cái bà con các cái người mà làm họ làm trên đài truyền hình, họ gõ là bưởi cá nào, họ hoa quả cái nào ra. Chất lượng này. Đâu bà con cứ đánh Google rồi tác dụng của Silic thì biết ngay có gì. Họ có quý quái bưởi. Tất cả các nhà khoa học người ta sẽ nói hết. Như là cây đủ khỏe nó ra. Đấy, quả ngay thân đây này. Quả ngay thân đây các bạn, quả ngay thân. Quả này mới rồi chất lượng này. Đó, quả cực ngon mà không phải chống chiếc gì cả, khỏe luôn. Ngày mai đến mùa thu hoạch tôi sẽ giới thiệu cho khách đến lên lấy. Này, các bạn nhìn quả sai không? Đấy, nhìn thích không? Kinh khủng. Cây này thì hơn 100 bưởi này, quả này hơn 100 cây này, này quá ngon, đơn giản. Đấy, hôm nay chú Đức, bản thân chú Đức cũng lại ngỡ ngàng. Vì lý do là cái đất như thế này. Đất đồi cao này núi này. Đồi cao này núi này. Cái quay thoảm thoảm này, rửa trôi. Màu mỡ bị hao. Mà đồng chí này làm được. Đây mà làm được cái này phải quá giỏi đây, kinh nghiệm. Có khoảng một tháng nữa nên đây quả nó đấy rồi quay mới đã mắt. Không những cây quả thưa thưa này mới đẹp này. Nó đều quả. Quả như này này nó mới to. Đều quả to phải cân giữa 2 cân. Phân cây này 2 cân trở lên. Phân quả đều mà lá xanh này nó hút dinh tốt. Đấy, nhà vườn trồng bưởi chặt đi cứ bảo là quay như là đất. Này là không phải do đất mà do con người bác ạ, con người nhiều. Đấy, tại sao vườn bưởi chỗ em Dũng bên kia đấy? Đá chung quanh cây ở giữa vẫn xanh tươi sai hàng trăm quả. Non bộ xung quanh. Giờ đi về đi nhiều nơi mới biết được. Giới thiệu cho bà con là dùng phân Silic bón cho cây ớt ở trên núi. Trên núi ở ngoài đây. Thì mình ra xem quả quay cả cây ớt cho bà con luôn nhé. Đi. Đi. Em tạm tắt video ra kia bấm. Chấm cái là được. Bây giờ cái vườn ớt của cũng của em à? Vâng, ớt đó. Em dòng nhờ bạn thôi. À, của đây à? Đi vào đi. Nhờ đại lý tiếp. Đất là của em. Để cũng đưa cái đầu đưa vào toàn bộ sĩ vào đây luôn. Đúng đấy. Đây bây giờ tầm này đã tầm 10 rưỡi rồi các bạn nhá, mà trời thì đang nắng rất là có héo lá mà cây quả bưởi quả quả ớt đẹp không? Mà cây thế này mà chân đôi nhá.
Tức là em mượn đất của chỗ thép à? Vâng. Đấy, trên một cái trên một cho rồng ấy, không phải mượn đâu. À cho rồng. Cho rồng ấy. À tuyệt vời quá nhỉ. Đấy, trên một cái diện tích đất. Còn bưởi là vẫn cổ thép đúng không? Vườn này của em mà. À vườn thép. Tức là diện tích này còn bao nhiêu cây không? Vườn này có 200 hồng đấy, bưởi tam hồng. Nay mai có cần bưởi tam hồng thì là gặp anh thép. À đây bưởi tam hồng của thép ạ. Năm nay có 2 năm thôi anh ạ. Đây là đang bói rồi, cho bói rồi. Anh thấy tỷ lệ quả ớt hôm nay nó có đẹp. Ừ, đẹp đây. Đây, sai quả. Đây. Nhìn qua đây, quay chùm này. Đây, đang có quả này. Nhảy đẹp. Quả nó thẳng, nó bóng. Thích chưa? Mà đây là dòng ở trên đồi nhá. Đây là ớt chân canh với bưởi với cam. Đấy, trên đồi đấy. Đây ngắn nuôi già như đây là mượn được đất bạn cho mượn. Mực. Nhưng mà nhà em không làm nổi nên là cái mình cây không bưởi. Thế thì bảo thằng bạn nó bón ở gần cây bưởi xem xích nhiều một tí. Đang bóng như vậy. Đây, không bón này. Bón vào để cho nó ăn lên bưởi vào. Bạn cho rồng nên là bón có tiếc tay đâu. Tiếc tay đâu, đúng rồi. Mấy phi lần ngập lụt năm ngoái rồi đấy. Thích quá nhỉ. Nhìn đông người trên đôi vì sao anh phân biệt giúp em là cái ớt vừa rồi tưới thêm cái sản phẩm Felix và anh cảm nhận cái cây của nó thế nào? Em cảm nhận thấy cái lá nó có vẻ dày hơn. Cây thì cứng hơn. Xanh cứng hơn. Quả nó thẳng không ạ? Quả thẳng. Thẳng đẹp. Quả... mà không có bệnh tật. Không bệnh tật. Hạn chế bệnh giảm được bệnh hại đúng không? Mà trên đồi chứ. Cây này là tôi xin chia sẻ thế này, bây giờ là ngay như ở trên cái Google ấy, nó nói về tác dụng của Felix, nếu nói quá về nhiều. Lấm là giảm tới 70%. Đúng rồi. Cái này là các nhà khoa học chứ không phải mình tự nói. Em nói bác đúng rồi, em cũng đang vì làm video rồi, em bảo là anh em bọn em mà đi làm quay bà con chỉ nói được à thấy nhìn thấy nó là uống nó chắc rồi. Là quả nó ngon hoặc chất lượng mà sai quả hay là nó tốt thôi, nhưng mà phải mình muốn tìm hiểu về nó phải vào các cái kênh của các nhà khoa học. Các nhà khoa học thì họ nói về cái chính thống đấy, đúng chính thống đấy, thì mình người ta phân tích trước khoa học không này bảo là lừa đảo hoặc mấy ông này làm màu làm mè đấy là thật. Mình phải thật luôn, phải đi tìm hiểu cho nên bà con là có thể chưa tin vào đấy, có cái quả này cùng những cái bưởi này thì mình nắm được về chất lượng của nó. Trong khi đó có người khác là hiện nay đang bị lấm rồi nhưng chỗ này không bị lấm. Nó có cái hay của nó như thế. Đây nó đánh bù gồ đây là thoải thoải là dốc thì thế thôi. Dốc gần như là chỗ này gần nhà 400 độ thì thế này gần 400 độ này đấy. Mà cây cối vẫn xanh tươi mà đang quay giữa trưa nhá bạn nhá, đang nắng. Đang trưa đây lúc đang nắng chứ buổi sáng mà quay nó còn tươi đẹp. Bây giờ bao giờ anh Đức nhỉ? Dạ bây giờ chắc 11 giờ rồi. 11 giờ ngày 3 ngày vừa đây nói là ngày bao nhiêu? Mùng 8 tháng 3 âm. Mùng 8 tháng 3 âm. Mùng 8 tháng 3 âm. Chi lăng đây, mùng 8 tháng 3 âm năm Quý Mão. Đây là 11 giờ. 11 giờ. Đấy 11 giờ trưa mà nhá, mình đang làm video. Các điểm này. Cây ớt phải lên đến đấy, đúng rồi đấy. Đang gần mét rồi. Đứng được. Được chưa? Nhưng mà là chiều nay anh có thể là tưới bổ sung thêm. Cộng tác với cái phân văn điển mắc lân. Cái kia nó giữ ẩm, nó giữ ẩm. Bởi vì cái Felix nó giữ ẩm cho đất rất tốt. Cái này là lá nó non quá nên. Hay nữa là đủ lượng của nó rồi, sau quả của anh nó sẽ lặng cân hơn. Nó sẽ lặng cân được cái cây này nó sẽ bền hơn này. Tuổi thọ cao. Anh thu ra quả rồi nhưng có thể là cây nó vẫn bền. Đấy. Nó kéo dài thời gian thu hoạch thôi. Tức là nó phát triển cây nó bền lâu. Đây là một vườn bưởi tam hồng ở trên đồi đấy. À bác Hưng ạ, nhiều bà con những cây mà đủ em đi quay phim đấy, nhiều bà con là thấy nó bị hỏng. Kể cả cây quả tươi vào khác này. Giấm của ớt mục nó khác biệt. Thơm mùi ớt. Đấy, tới đây anh ăn thử quả ớt chưa? Cái cây ớt này cũng kén phân phết cây ớt. Anh không thể thiếu được cái Felix. Ở dưới kia người ta không biết, người ta dòng ở dưới ruộng là một, thứ hai nữa là bón phân sai. Thế là cuối cùng bây giờ hiện nay đang bị dịch bệnh ấy. Bao này nó tưới. Nhưng của mình nó có một cao tí nào dịch đâu. Ở dưới kia chết 10 một thùng chỉ một bốc thôi mà. Mỗi thùng nhưng mà 4-5 cây mới hết một thùng này. Làm gì hơn chứ? Hơn chứ. Một lắm đấy có thể tưới mấy chục cây. Một chục cây. Một thùng là rơi vào 20 lít thì mình cũng chỉ tưới được mỗi cây 1 lít thôi chứ. Mà mỗi thùng chỉ có một lắm thôi phải không? Mình muốn rộng thì tưới cấp cái bầu này. Thế không bảo. Để nó cải tạo đất nhé. Sau này trồng cái gì nó cũng thế thì một rồi. Cái bao 25 cân thì tưới được nhiều lắm. Tưới nhiều. Riêng tưới thì không tính tiền. Đúng không? Nếu pha tưới thế thì quá kinh tế. Tưới được nhiều mà. Tưới được nhiều mà. Mà có 25 cân một tạ đó thì bón thì cả quả đồi này mất. Để sau này nó đạt quả chú ạ. Đạt quả mà nó nặng cân hơn. Đấy nó đạt quả nó là nặng. Quan trọng nhất là nó tuổi thọ nó cao nữa và nó kinh tế. Tuổi thọ cao nó kéo dài thời gian thu hoạch của mình hơn. Chắc chắn là tuổi thọ cao. Đấy. Vì cái độ pH nó ổn định thì nó không làm hại mùa rễ thì tuổi thọ sẽ cao thôi. Cái ngọn nó ra quá nhanh đi. Cái lộc nó đẩy nhiều. Lộc nó đẩy nhiều. Đẩy nhiều thì nó mới nhiều cành, nó mới nhiều quả. Đúng rồi, phải có nhiều cành mới nhiều quả. Anh nhìn nhận không có cái lá đỏ mà lá nào nó ấy cả. Xanh từ gốc lên luôn. Sau này những cái lá của đấy nó giữ mãi còn nó có bền mãi thế. Được, cây ớt này tưới vào nhìn đẹp thật. Thế là chắc tầm 60-70 phân một cây thôi nhỉ? Rồng đúng không? Đấy cái ói của nó phải tầm cấp 70 80. Anh nắng này có thể ở trên đồi đấy. Ở trên đồi đấy. Mùa hè nhá. Riêng mùa hè nó khá chứ, mùa hè là cây nó không bị héo. Chào. Các bạn vừa rồi theo dõi một đoạn phóng sự mình đi các nhà vườn ở trên đất Lạng Sơn. Đây là Chi Năng anh Hưng nhỉ? Vâng đúng Chi Năng. Chi Năng thì thăm vườn bưởi của nhà em gì nhỉ? Hưng ạ.
thân mà có cả cái ớt là rồng của đất của bưởi của đất của thép thì rất là nó cũng có một cái đặc biệt là rồng ở trên đôi đấy. Thì có bác Hưng là người cung cấp phân bón Xích Đông Sơn, là đại lý bác này dẫn chân anh em mới gặp được những nhà vườn cũng là người xem kênh trên TV và có rất giàu kinh nghiệm, thì qua đây để chia sẻ kinh nghiệm cũng như là chúng ta tiêu thụ được sản phẩm nông sản cho nhau thì rất là tốt. Để qua kênh Đức Nhân TV rất muốn là bà con để giao lưu học hỏi lẫn nhau qua các nhà vườn và mua được những sản phẩm tốt. Bưởi trên... ra xanh ngon mới đấy. Bưởi rất ngon thì cứ thì, các bạn có thể mua bưởi thì cái số điện thoại vừa em cho số rồi nhỉ? Em cho số rồi. Thì bây giờ Tuấn cho số điện thoại cho bà con để khi liên lạc các cái địa chỉ tỉnh khác. Có thể cũng xin báo cáo bà con trên toàn quốc có ai có thể có dùng nhu cầu dùng phân xịt tích trên đại lý hoặc là những cơ sở nhà vườn thì hãy liên hệ số của tôi là 0978 010 496. Tên vâng. Tôi là Ngô Văn Tuấn. Và thì chỗ bác Hưng lại cho em một lần nữa số điện thoại của bác ở trên Lạng Sơn này, có nhiều cái huyện khác hoặc là một số bà con khác cần tìm đến sản phẩm tốt, không những sản phẩm các phân bón khác mà sản phẩm Đông Sơn, để gặp được bác và một sản phẩm được. Bác là nhà phân phối của tỉnh Lạng Sơn, của một số tỉnh nữa, một vài tỉnh đấy. Cho một số nhà máy thì hiện nay là như Cao Bằng là cũng là bác cũng đang đảm nhiệm, rồi Bắc Cạn. Thì bây giờ cái số điện thoại của bác khi các bà con muốn cần đến xịt tích Đông Sơn và một số sản phẩm tốt nữa thì tôi sẽ có trách nhiệm là sẽ cung cấp cho bà con. Số điện thoại là 0397392142. Thì chúng tôi sẽ chỉ cần bà con điện là chúng tôi sẽ cử người và lên tận nơi, chứ không phải là cái chuyện để tư vấn cho bà con làm tốt, chứ không có cái chuyện là mang con bỏ chợ đâu. Vâng, cảm ơn bác. Không phải bán như là bán như trên mạng kia đâu. Rồi. Bà con có nhu cầu chúng tôi sẽ đề nghị nhà máy cái cử lên kiểm tra đất, kiểm tra rồi thì dinh dưỡng, kiểm tra pH cho xong bắt đầu là sẽ tư vấn. Số điện thoại của mình là 0973380995. Các bạn có thể qua số điện thoại mình để gặp những nhà vườn hoặc các đại lý khác. Vì rất nhiều bà con hỏi mình trên Hữu Lũng, Lạng Sơn và một số huyện các tỉnh thành khác trong toàn quốc để hoặc các đại lý để phân bón hoặc là thuốc bảo vệ thực vật thì Đức Nhân TV thích không thể nắm được. Để qua những vườn này thì Đức Nhân TV liên tục xin số điện thoại của các nhà vườn để làm sao nhà vườn sau này bán được sản phẩm cuối năm hoặc lúc khi mà hoa quả nó chín, và các cái nhà vườn có thể là mua được những sản phẩm tốt để đỡ phải mất tiền oan. Thì Đức Nhân TV chia sẻ như vậy. Trong đó có người tiêu dùng sản phẩm. Tiêu dùng sản phẩm. Bưởi ngon, bưởi da xanh chất lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tốt nhất, hay nhất của các bà con trên toàn quốc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.